Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh azshop.com. Thì ngày hôm nay Hạc Minh xin hướng dẫn các bạn cái đề tài đó là truyền thông RFID hay còn gọi là RFID IO, giữa con DUCS 7200 với lại là 4 con biến tần Denfox dòng SC280. Thì thực ra là trước đây Hạc Minh đã từng làm rất nhiều video về biến tần Denfox, nhưng mà chủ yếu là dòng là 202, dòng 302. Còn ngày hôm nay thì Hạc Minh sẽ hướng dẫn cho các bạn cái đề tài là truyền thông RFID giữa biến tần Denfox cái dòng là SC280. Thế thì các bạn nhìn thấy đối với dòng SC280 thì nó có cái bo cái cạc RFID của nó là cái cạc này là nó được gắn on bo luôn. Ở đây nó có hai cổng RFID nhưng mà chỉ có một địa chỉ thôi. Các bạn cắm địa chỉ này hay địa chỉ này đều được hết á. Thì hiện tại bây giờ tôi có 4 sợi cáp ở đây. Đó, và hiện tại admin cũng có bán 4 cái sợi cáp dẹp này luôn nha. Các bạn nào có mua thì liên hệ admin ha. Được chưa? Đấy, admin cắm 4 cái sợi cáp này lên đây cũng vậy. Và qua đây này, admin có đưa qua một cái bổ là switch Ethernet. Các bạn admin cắm từ mấy con biến tần về đây. Đó, được chưa? Admin cắm từ mấy con biến tần về đây. Còn từ BUC á là admin sẽ đưa một cái sợi cáp ra đây để cho nó là kết nối với nhau. Thế đấy là cơ bản về cái phần là phần cứng của cái hệ thống truyền thông RFID của BUCS 7200 với lại cái con là biến tần với Denfox, được chưa? Rồi. Tối tiếp đây thì admin sẽ quay cho các bạn cái video bằng máy tính để các bạn thấy là chúng ta truyền thông như thế nào nhé. Trước khi tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay thì các bạn cho admin quảng cáo một chút xí. Thì hiện tại bây giờ trên kênh Nguyễn Văn Nguyên BLC thì admin đã có làm rất nhiều bài toán về tự động hóa, bao gồm các khóa học lập trình BOC Online. Các bạn có thể vào cái phần là khóa học lập trình BOC Online để các bạn xem thêm review nội dung khóa học, các quyền lợi khi tham gia khóa học, các chia sẻ của các bạn học viên và các trailer về khóa học lập trình BOC Online. Ngoài ra thì các bạn có thể lên cái mục là gì ạ? Ngoài ra các bạn có thể lên cái kênh Nguyễn Văn Nguyên BLC, các bạn vào mục danh sách phát để các bạn có thể xem thêm các bài về thiết kế mạch điện trên phần mềm Emerlen, các dự án tự động hóa, các tổng quan về biến tần điều khiển motor, mảng truyền thông công nghiệp ở đây ha. Thì hiện tại bây giờ là khóa học lập trình BOC Online gồm có 4 khóa. Khóa học 1 BOC 7200, 5 nguyên chi cơ bản từ bài 1 cho tới bài 40. Khóa học 2 là khóa học về BOCS 7200-5 và WinC nâng cao từ khóa học từ bài 41 cho tới bài 93.6. Được chưa? Rất là nhiều bài ha. Đó, được chưa? Khóa học 3 là khóa học về mảng truyền thông công nghiệp từ bài 94 cho tới bài 124. Được chưa? Và khóa học 4 về 300-400 WinC và biến tần. Được chưa? Thì combo 4 khóa học hiện nay giảm giá chỉ còn 700k. Ngoài ra thì các bạn có thể lên đây các bạn xem thêm trên kênh Nguyễn Văn Nguyên BLC. Để không mất thời gian các bạn nữa, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tiếp theo chủ đề ngày hôm nay nhé. Nhìn vào đây các bạn sẽ thấy là hiện tại bây giờ admin có một con BUC 1214 này, một con HMI và 4 con biến tần Denfox cái dòng là FC280 này. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy để mà cấu hình được cái con biến tần Denfox FC280, các bạn vào cái phần hardware catalog này, trong cái phần view device này các bạn vào cái phần là author device chứ, các bạn vô RFID IO, các bạn vào driver, các bạn vào cái mục là Denfox. Và các bạn kéo qua đây, ở đây nó có mấy con á, ở đây nó có mấy dòng, là dòng này hình như là dòng FC280, dòng này là 302 thì bạn. Các bạn cầm dòng này, các bạn cầm qua đây, các bạn kéo qua. Đó, được chưa? Sau khi mà các bạn kéo qua đây, các bạn cầm đây, các bạn kéo qua đây. Đấy, giảm thời là admin đang online ha, nên là các bạn qua đây này ha. Được chưa? Các bạn cầm qua đây, các bạn kéo qua đây này, được chưa? Đó, sau khi nó nhận được con BOC 1 rồi á, sau khi làm xong á thì chúng ta sẽ vào cái phần này assignment này. Đó, assignment nằm đây. Đó, được chưa? Để chúng ta update list nó, được chưa? Ô, tắt rồi. Đây, đầu tiên các bạn phải vô đây, các bạn cài IP trước ạ. Các bạn cài IP cho nó là, giả sử là IP là IP con này là 0.7 đi ha. Rồi, con này 0.7, rồi chúng ta vào assignment. Đấy, chúng ta nhấn update list nha. Và rồi sau đó chúng ta nhấn vào assignment nằm đây. Nhưng mà hiện tại bây giờ là do là tôi làm rồi. Hiện tại bây giờ là do tôi làm có sẵn đấy rồi nên tôi xóa cái con này đi ha. À, hiện tại tôi làm có sẵn đấy nên tôi xóa cái con này đi này. Được chưa? Đây các bạn nhìn thấy này, 4 con mấy con của tôi nằm đây.
Đây ha, các bạn nhìn thấy là hiện tại bây giờ tôi có đây rồi. Ngoài ra các bạn muốn cấu hình IO cho nó thì các bạn vào cái phần này, các bạn kéo qua, các bạn kéo mấy cái thằng catalog này ra này, module này này, các bạn kéo ra bao nhiêu BB buộc. Hiện tại bây giờ admin đang dùng BB buộc 6 và 4 buộc này, được chưa? Đấy, và admin sẽ cấu hình cho nó thôi. Ngoài ra trong phần mềm MCT10 á, thì các bạn phải cấu hình cho nó là đầu tiên là reference này. Các bạn để cho nó là, hiện tại bây giờ admin đang để cho nó hai chế độ, một chế độ là bằng unlock input và một cái chế độ là bằng BCD này, là bằng Dofinet này, được chưa? Ngoài ra các bạn vào cái mục common option này này để các bạn xem thử là admin đang chọn option A và digital and control work, được chưa? Các bạn vào cái mục là 12, các bạn để xem địa chỉ IP đang để là DCP, địa chỉ IP đây. Rồi ở đây thì các bạn vào cái mục số 09 thì các bạn nhìn thấy ở đây này, địa chỉ đầu tiên của admin đang là control work này, địa chỉ thứ hai là reference work này, địa chỉ thứ ba là min reference, địa chỉ thứ tư là max reference. Còn admin đọc về status work và tần số thôi, nghĩa là admin ghi xuống cho nó là control work để run và chạy này, tần số này, giá trị tần số min và giá trị tần số max, và đọc về các trạng thái của biến tần nằm đây, được chưa? Đấy, thì trong này admin có một cái hàm gọi là cái hàm có một cái hàm gọi là hàm đọc giá trị truyền thông này. Thế thì các bạn nhìn thấy này, đối với con biến tần này á, nếu như chúng ta run á, là chúng ta ghi cho nó là dòng chữ là 40047C thì motor run, được chưa? Được chưa? Rồi mà chúng ta sẽ ghi cho nó là thằng là gì ạ? Chúng ta cho nó là 13638 thì cái con này sẽ chạy maximum, được chưa? Nên admin để đây 13638 nằm đây. Thì cơ bản là các bạn chỉ cần hai biết hai số này, 047C là biến tần run, 043C là biến tần off, và 13638 là biến tần chạy maximum, mà 13638 chia 2 ra thì biến tần sẽ chạy minimum, được chưa? Đấy. Thì đây là cái đoạn này là đoạn cho run biến tần này. Cái đoạn này là xét tần số min này, các bạn lưu ý chúng ta phải nhân với 1000 nhá để scale nhá, bởi vì là chúng ta min của nó là phải nhân với 1000. Thằng max chúng ta cũng phải nhân với 1000 này. Được chưa? Đây là cái đoạn rể đây. Ở đây là cái đoạn mặt của min tính toán thôi. Các bạn chỉ cần quan tâm cho min hai số 047C là biến tần run và con số là 13638 là maximum, được chưa? Rồi các bạn nhìn nha, hiện tại bây giờ là admin có cái con là con 12 đi ha, con 12 này, được chưa? Bấm 12 này, giả sử admin quay vào đây này, admin cho bấm 12 này, admin bấm 12 này, được chưa? Admin để cho nó là automatic này, đó, được chưa? Thì lập tức là nó chạy này, khi mà thằng này chạy này, đó, thằng này chạy thì lập tức nó sẽ mua cái giá trị là 047C vào đây này, đó, được chưa? Còn ở đây nó sẽ tính toán làm sao cho chúng ta là ra được là 13638 á, 13638 là biến tần đang chạy maximum tần số, bởi vì sao? Ở đây là admin đang để 60Hz nhá, 60Hz, mà ngoài này là admin đang để bao nhiêu? 60Hz luôn. Còn giả sử admin để 30Hz thôi, được chưa? Thì nó chia đôi ra là 8192, đây là cái phần là tần số chạy, được chưa? Đó, đấy, được chưa? Thì cơ bản là cái về cái phần là truyền thông Dofinet giữa BOCS 7002 với điện tần Danfoss thì chỉ có như vậy thôi. Thì hiện tại bây giờ cái dự án này admin đang làm cho dự án là Red Bull Cooling Tower, cho nhà máy bò húc á, được chưa? Thì video này của admin xin tạm dừng tại đây. Các bạn nào chưa hiểu thì các bạn có thể lên kênh Nguyễn Văn Nguyên BLC để các bạn xem thêm, được chưa? Còn video này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.